những tác dụng tuyệt vời của lá lốt đến sức khỏe mà chúng ta nên biết. 1. Giải cảm. Do có đặc tính nóng ấm, chứa nhiều chất kháng viêm tốt như flavonoid và alkaloid, lá lốt có thể giúp cơ thể kháng lại các tác nhân cảm cúm khi cơ thể bị nhiễm lạnh. 2. Cải thiện tình trạng đau đầu. Sử dụng lá lốt trong các bữa ăn hàng ngày, lá lốt giúp ức chế một số dẫn truyền của dây thần kinh, từ đó có thể làm cải thiện đau đầu. 3. Hỗ trợ ngạt mũi. Các chất chống viêm và kháng khuẩn của lá lốt có tác dụng tốt trong ngăn ngừa nghẹt mũi. 4. Hỗ trợ cải thiện tình trạng đau bụng do lạnh. Lá lốt có tính ấm vì vậy nó có thể xử trí tình trạng đau bụng do bị lạnh hiệu quả. 5. Hỗ trợ cải thiện đau khớp. Tác dụng của lá lốt trong đau nhức xương khớp nhờ vào đặc tính chống viêm khu vực tổn thương. 6. Giúp tiêu hóa tốt hơn. Lá lốt giúp kích thích quá trình tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.